Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Quần Tuấn ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Quần Tuấn có dùng một số phô mai ha, để quyết làm gì? Bít bầu ha, nhiều dáng thế luôn. Giá thì mềm, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Quần Tuấn ha. Số kỳ để quái đâu vậy? Ơi, chào anh. Dạ, chào Tâm ha. Cô chú chị trên toàn quốc ha. Em làm được ba mươi mấy phôi nó lên vô luôn cô chú chị mình ha. Dạ. Ngày mai giảo Thủ Đức hình thức là em dẫn bò sống bò ship toàn quốc ha. Số điện thoại là 0332793171 cũng là số Zalo ha. Dạ. Ở Hòa Định, chị Gạo, Tiền Giang nha cô chú chị. Chú anh chị xem clip thích cái nào ủng hộ cái đó ha. Làm vô cây đầu tiên cây mã số 61 ha cô chú chị. 61. Cao nó 34 ha. Hoành là 20. Đầu sổ là 2 tấc 8 ha. Một khối luôn nè cô chú chị. Nôm rất là đẹp ha. Đó, lùng lực tay cành đều luôn cô chú chị. Rồi, 61 này em vô lưu giá 1 triệu 2 ha. Thôi 1 triệu 2. 62. 62. Cao là 53. Rồi 19 hoành ha. Qua chợ cục đế ha cô chú chị. Kỹ nha. Lắc lượng rất là đẹp luôn. Rồi 62 này như luôn 750 ha. Rồi 750. 63. 63. Cao là 44. Hoành eo là 21 ha. Để một cục luôn cho chú chị. Rồi 63 này mình lưu 700 ha. Rồi 700. 64. Cây lùng lực của tướng chị. Cao 13. Hoành là 19 ha. Ồ, cái này như một con thú ha của tướng chị. Gặp bò chơi ha. Khối đế luôn. Rồi 64 này mình lưu 500 ha. Rồi 500. 65. Cao là 54. Hoành eo là 20 ha. Đó, để một khối nha cô chú chị. Rồi, 65 này mua lưu giá 750 ha. Rồi 750. 66. Chiều cao là 24. Cái hoành là 12 ha. 16 2 tấc 7 cô chú chị. Quá dị cái nào luôn ha. 66 này lưu 400 ha. Rồi 400. 67. Cao là 30. Hoành là 16 ha. Đó lùng lực ha cô chú chị. Cụ đế ha, cụ tổ luôn. Rồi 67 này lưu 400 ha. Rồi 400. 68. Cao 50. Hoành đo trên này đi. 21 hoành của chú anh chị. 68 này mua lưu 600 ha. Rồi 600. 69. Chiều cao là 58. Cây dáng trực của chú anh chị. 17 hoành ha. Qua wow, trời cái cụ đế nè. Wow. Cụ tối luôn của chú anh chị. Đặt cứng nha. Rồi 69 này mua lưu 600 ha. Rồi 600. 70. Chiều cao là 20 ha. Cái hoành là 11. Nó quái ha cô chú anh chị. Rồi 70 này mua lưu 250 ha. Rồi 250. 71. Cao là 15. Hoành là 15 ha. Đó, lắc lượng cực kỳ dễ quái luôn chú chị. Rồi, 71 này em vô lưu giá 350 ha. Rồi 350. 72.
cao là 63. Rồi, 15 quanh. Rồi. Dốc đọt luôn đó quý anh chị. Rồi 72 đem vô luôn 300 ha. Rồi, 300. 73. Cao là 40. 15 quanh ha. Đó, cụ để kính luôn quý anh chị. Rồi, 73 đem vô luôn 500 ha. Rồi, 500. 74. Cao là 27. Quanh là 18 ha. Cây sổ ha cô chú chị, 2 tấc 4 ha, quái ha cô chú chị. Rồi, 74 này vô luôn giá 450 ha. Rồi 450. 75 cây dáng bay ha cô chú chị, bay là 68. Rồi hoành 20 ha. Đó, cây này mình chơi cây tiểu cảnh được nha cô chú chị, để cái gì lên đây cũng được nữa ha, chơi trong cái hồ Nam Bộ gì đó cô chị, rất là quái ha. Rồi 75 niệm vô luôn 500.000 ha. Rồi 500. 76. 76 cao là 38, cái quanh là 17 ha. Qua wow, trời cái bể đế luôn. 76 niệm vô luôn 550 ha. Rồi 550. 77. 77 cao là 42, quanh là 17. Đó, cụ đế ha, cày lên mắt tre mắt trúc rồi chú chị. 77 này vô lưu giá 550 ha. Rồi 550. 78. 78 cao là 44, quanh eo 20 ha. 78 này mua luôn giá là 450 ha. Thôi 450. 79 chiều cao là 50, cái quanh là 19 ha. Sổ là 2 tấc rưỡi. 79 này mua luôn giá 750 ha. Thôi 750 luôn. Quái nè. 80 cao là 23 ha, 13 quanh nó siêu quái luôn chú chị. 80 250 của chú chị. 250 đó lẹ ha. 81 cao là 40, cái quanh là 16 ha, cụ đế nè ngắt luôn chú chị. 81 mình vô lưu giá 550 ha. 550. 82 cây này luôn, cây quái độc lạ luôn của chú chị. Đó, em bằng cây đó giờ mới thấy cái cây này ha, giống cái cổng chào của mình quá. Quá sức, cây này không biết kêu cái gì luôn của chú chị. Rồi cao 25 ha, quanh là 11. Rồi, đo cộng rễ của nó luôn, cộng rễ 11 luôn của chú chị, sọc 30 luôn ha. Cây này kiếm cây nữa chắc không có rồi cô chú anh chị, quá trời quái luôn rồi. Này hàng hiếm ha. Rồi 82 này em vô luôn 300 ha. Rồi 300 quá biết luôn. 83 cao là 44, hoành là 19 ha, nguyên một nồi đế luôn chú kia. Đó, cây dáng trực ha. Rồi 83 này vô luôn 600 ha. Rồi 600. 84 cao là 56 ha, hoành là 14, cái cũ là 40 ha. Cái này em tán vào lên đây khép chơi của chú anh chị, lấy cụ đế mình chơi thôi ha. Đó. Rồi 84 này vô luôn 500 ha. Rồi 500. 85. 85 cao là 40,
hoặc là 22 ha. Đó, cây dáng trực trùng lực củ đế đó. Quá đã luôn của chú chị. Rồi 85 này mình lưu giá 650 ha. Rồi 650. 86. Cao 50. Hoành thân 20 ha. Tám sáu này vô lưu giá 550 ha. Rồi 550. 87. Cao là 40. Cái hoành 21 ha. Đầu 6 là 30. Quá trời cây này nơm bắp của chú vậy. Rồi 87 này vô lưu giá 750 ha. Rồi 750. 88. Búp măng của chú chị cao 40. Hoành 15 hoành ha. Quá trời cái cục đế nè. Đó. Một khối luôn của chú chị. Lùng lực ha. Rồi, 88 này em vô lưu giá 600 ha. Rồi 600. 89. 89. Cao là 15. 15 hoành ha. Quá trời cái đế ghép bò chơi hả của chú chị. 89 em vô lưu 500 ha. 500. 90. Chiếc cao là 42. Siêu khủng luôn rồi chú chị. 23 hoành ha. Đó. Chín chiều ngoài trước của nó nè. Siêu đẹp luôn rồi chú chị. Rồi 90 này em vô lưu giá 1,2 triệu ha. Rồi 1,2 triệu. 91. Cái cú clip ha của chú chị. Cú clip ha. Cái này quá vip ha. Chiều cao 70. Rồi 24 hoành ha. Quá trời cái nồi đế nè. Tại cạnh quá phê luôn cái đứa chị. Đó. Rồi, mà 91 này em giao lưu giá 1,5 triệu ha. Rồi, 1,5 triệu. Cũng là cái cuối cùng clip ha. Rồi clip mong cô chú anh chị xem hết clip, thích cái nào ủng hộ cho em cái đó ha. Rồi. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Quận Tấn. Bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.